Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình tối nay, thứ tư ngày 11 tháng 8 năm 2021 có những nội dung chính sau đây. Xây dựng chính phủ đổi mới liêm chính, hành động hiệu quả vì nhân dân phục vụ. Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Tam Đảo. Khoanh vùng, truy vết, cách ly kịp thời, ổn định sản xuất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay, Chính phủ tổ chức phiên họp trực tuyến toàn quốc với các địa phương, phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết của Quốc hội khóa 15 về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Trung ương có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo các bộ ngành Trung ương. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh và đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh. Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ quyết tâm xây dựng chính phủ đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phiên họp được tiến hành sau khi tổ chức thành công đại hội lần thứ 13 của Đảng và kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng và Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Về mục tiêu tổng quát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, Chính phủ xác định tập trung bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân của giai đoạn trước, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục có hiệu quả các tác động của đại dịch COVID-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế. Từ mục tiêu trên, Chính phủ đề ra 23 chỉ tiêu, 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển trong giai đoạn 2021-2026 và những năm tiếp theo. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, những kết quả, thành tích và bài học kinh nghiệm quý báu mà Chính phủ qua các thời kỳ đã đạt được, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Trong đó, tập trung ưu tiên thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, xử lý dứt điểm những điểm nghẽn, vướng mắc tồn tại để phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trên cơ sở tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của đất nước. Cơ cấu lại nền kinh tế, gắn đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục hiệu quả tác động của đại dịch COVID-19, nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế, phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và sức sáng tạo của mỗi cá nhân, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đảm bảo cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, chú trọng bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quốc phòng an ninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Chủ động tích cực hội nhập quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 với khí thế và nỗ lực mới sẽ quyết hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Buổi chiều, sau khi nghe các báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19, tình hình kinh tế xã hội 7 tháng năm 2021 và những nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm, ý kiến các bộ, ngành, địa phương cho rằng cần quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo sản xuất, kinh doanh không làm đứt gãy các chuỗi cung ứng,
Để thực hiện được điều đó, chính phủ và các địa phương cần huy động các nguồn lực khống chế dịch bằng mọi biện pháp, huy động nguồn vaccine tiêm cho nhân dân để tạo miễn dịch cộng đồng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, có chính sách toàn diện phòng chống dịch trong khu công nghiệp và vận chuyển hàng hóa, thực hiện tốt an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn. Một số ý kiến đề nghị cần đánh giá thật chính xác khó khăn, điểm nghẽn cản trở phát triển, từ đó đưa ra giải pháp tập trung tháo gỡ. Tại hội nghị, nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của chính phủ, bày tỏ quyết tâm khống chế dịch, thực hiện tốt nghị quyết 86 ngày 6 tháng 8 năm 2021 của chính phủ. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, các ngành tiếp thu đầy đủ chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong đó cần lưu ý đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phát triển bền vững theo chiều sâu, phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt an sinh xã hội. Trong tổ chức thực hiện, cần đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khuyến khích đổi mới sáng tạo. Về công tác phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng đề nghị cần thực hiện tốt nghị quyết 86 ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện nghị quyết số 30 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa 15. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai thực hiện nghị quyết 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Nhấn mạnh, dịch COVID-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp. Để sớm khống chế được dịch, Thủ tướng đề nghị tiếp tục thực hiện tốt phương châm phát hiện sớm, khoanh vùng gọn, cách ly nhanh, xét nghiệm thần tốc, điều trị tích cực, thực hiện 5K cộng vaccine, cộng thuốc, cộng công nghệ. Thủ tướng yêu cầu tại những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, tuyệt đối không để nhân dân thiếu ăn, thiếu mặc, nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm. Thủ tướng yêu cầu cần ưu tiên số 1 cho công tác phòng chống dịch. Bởi dịch được khống chế, kinh tế xã hội mới phát triển được. Cùng với phòng chống dịch, cần hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đảm bảo không làm đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng, thực hiện tốt giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Sáng nay, đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tam Đảo. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, các địa phương trên địa bàn huyện Tam Đảo đã triển khai thực hiện tốt các kịch bản, phương án sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Huyện đã chuẩn bị các khu cách ly tập trung với quy mô 1.000 giường. Hiện khu cách ly tại Trung tâm Chính trị huyện đang có 100 người cách ly y tế. Công tác tuyên truyền cũng được triển khai liên tục, đa dạng dưới nhiều hình thức. Đặc biệt, phát huy tốt hiệu quả 103 tổ phòng chống COVID cộng đồng. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường, kịp thời chấn chỉnh công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định và hướng dẫn của ngành y tế, kiên quyết xử lý tổ chức cá nhân vi phạm. Toàn huyện đã có 3.407 trường hợp được tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 và mũi 2. Tính đến ngày 11 tháng 8 năm 2021, trên địa bàn huyện chưa xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 nào. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Hà Quang Tiến đã đề nghị huyện Tam Đảo tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện tốt một số nhiệm vụ như đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không được lơ là chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch, tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn chặn các nguồn lây từ bên ngoài vào địa bàn huyện. Hạn chế tập trung đông người, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch, tăng cường phát huy hiệu quả hoạt động của tổ COVID cộng đồng, chuẩn bị đầy đủ các phương án điều kiện cần thiết đảm bảo an toàn về mọi mặt ở khu cách ly tập trung, khu điều trị bệnh nhân COVID-19, quan tâm chú trọng chỉ đạo kiểm tra công tác phòng chống dịch của các doanh nghiệp trên địa bàn. Tuân thủ đầy đủ các chế độ thông tin báo cáo và hoạt động của đường dây nóng về phòng chống dịch, đảm bảo thông suốt. Trước đó, đoàn kiểm tra số 4 của tỉnh ủy đã đi kiểm tra thực tế tại trung tâm cách ly tập trung của huyện ở trường tiểu học Hợp Châu và khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà giáo dục thể chất trường trung học phổ thông Tam Đảo. Ngay khi có thông tin về một trường hợp ở xã Chu Phan, huyện Mê Linh là lái xe công ty cổ phần thương mại và vận tải Việt Đức dương tính với virus SARS-CoV-2, các lực lượng chức năng của huyện Bình Xuyên và công ty cổ phần thương mại và vận tải Việt Đức đã tập trung mọi nguồn nhân lực, vật lực, nhanh chóng khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có liên quan, đảm bảo an toàn cho người lao động.
vào ngày 10 tháng 8, sau khi nhận được văn bản thông tin của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang là lái xe của Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Việt Đức, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Bình Xuyên đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với công ty khẩn trương khoanh vùng, rà soát các trường hợp liên quan tới ca dương tính. Chúng tôi cũng ngay lập tức là chỉ đạo lực lượng ở đây, thì một là y tế, trung tâm y tế huyện, hai nữa là công an huyện phối hợp cùng với cả thị trấn Đạo Đức đến ngay công ty để phối hợp với cả cái tổ COVID ở trong công ty để tiến hành rà soát các cái đối tượng F1 và F2 liên quan đến cái ca bệnh F0 này. Đồng thời thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo chỗ công an huyện, giao cho công an huyện ngay lập tức lập một cái chốt ở cổng công ty để tạm thời phong tỏa công ty, không cho người ra cũng như là người vào để chờ cái kết quả xét nghiệm. Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Việt Đức đã yêu cầu tất cả các phòng ban, bộ phận xác định rõ những cán bộ nhân viên có liên quan đến trường hợp dương tính, phối hợp với cơ quan y tế tổ chức xét nghiệm PCR cho 267 người lao động và yêu cầu người lao động được xét nghiệm phải ở lại công ty cho đến khi có kết quả xét nghiệm. Công ty đã lập tức họp ngay ban chỉ đạo và yêu cầu là khoanh vùng và truy vết, báo cáo với cơ quan chức năng là để đưa số cán bộ công nhân viên F1 để đi cách ly tập trung. Ngoài ra là công ty cũng khoanh vùng các trường hợp F2 và đồng thời là yêu cầu tất cả cán bộ công nhân viên có liên quan là tập trung ngay tại công ty và để lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài 26 trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung theo quy định, kết quả xét nghiệm bước đầu đều là âm tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp lái xe còn lại cũng đều phải ở lại công ty để theo dõi sức khỏe và chờ qua 72 giờ, sau đó thực hiện xét nghiệm các lần tiếp theo. Trong vòng khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng là kiểm tra thân nhiệt các lái xe liên tục ở tại khu vực đỗ xe của công ty để phát hiện sớm các cái triệu chứng của lái xe, xem có xảy ra bất kể triệu chứng gì không. Sau hơn 11 tiếng thực hiện việc phong tỏa tạm thời, Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Việt Đức đã phun khử khuẩn toàn bộ công ty và thực hiện trở lại hoạt động bình thường. Qua rà soát ngay trong đêm hôm qua, 26 trường hợp F1 tại Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Việt Đức đã được đưa đi cách ly tập trung và đến nay đã cho kết quả âm tính lần 1 với COVID-19. Hiện công ty đã nâng mức độ phòng dịch lên cấp độ cao nhất. Tất cả những cái trường hợp F2 thì đều được công ty cho nghỉ để thực hiện việc cách ly tại nhà. Thưa quý vị và các bạn, chia sẻ với lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19, có nhiều người dân đã viết đơn tình nguyện xung phong tham gia phòng chống dịch với mong muốn bảo vệ thành quả chống dịch của tỉnh. Đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, ngay khi biết thông tin Ủy ban Nhân dân tỉnh huy động nhân lực tình nguyện sẵn sàng tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng chí Lương Tiến Dũng đã viết đơn tình nguyện gửi tới Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã Thanh Trù, với mong muốn được góp sức vào công cuộc phòng chống dịch COVID-19. Khi tình hình dịch còn phức tạp, tỉnh Vĩnh Phúc đã kêu gọi các tình nguyện viên tham gia chống dịch. Nhận được thông tin, bản thân tôi đã tình nguyện viết đơn tham gia vào công tác phòng chống dịch. Dù công việc đó là gì, thì chỉ cần đóng góp cho công tác phòng chống dịch, bản thân tôi đều không nề hà. Chỉ trong thời gian ngắn, ngay sau kế hoạch huy động nhân lực tình nguyện sẵn sàng tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh được ban hành, nhiều đơn vị địa phương đã hoàn thành xong chỉ tiêu, trong đó có đơn vị hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch. Nhận được cái kế hoạch của thành phố về huy động tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch, thì Ủy ban dân xã Thanh Trù đã có cái thông báo, và sau khi thông báo thì chỉ vài tiếng sau là đã huy động đủ cái chỉ tiêu giao, đó là 12 tình nguyện viên sẵn sàng lên đường để đi tham gia công tác phòng chống dịch. Và cái này là đều được tình nguyện, và tình nguyện viên cũng đã viết đơn tình nguyện để xin đi phòng chống dịch. Trong cái công tác này thì Đảng ủy ban xã Thanh Trù cũng luôn luôn tuyên truyền tốt về cái nội dung, lúc nào cũng sẵn sàng có nguồn để tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Ở trong cái đợt này thì cũng vẫn tiếp nối cái tinh thần như vậy, thì các thầy cô cũng rất sẵn sàng đồng hành trong công tác phòng chống dịch và sẵn sàng tham gia bất kể các nhiệm vụ nào mà khi được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch giao nhiệm vụ.
Mỗi hành động tích cực sẽ mang lại hiệu ứng lan tỏa, kêu gọi, thu hút sức mạnh từ cộng đồng cùng chung sức đồng lòng chiến thắng đại dịch COVID-19. Để chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19, huyện Tam Đảo đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị các ca bệnh COVID-19 và chủ động phương án đưa các trường hợp tiếp xúc gần vào khu cách ly tập trung. Ngay sau khi có chỉ đạo của Sở Y tế về việc củng cố hệ thống cơ sở khám chữa bệnh để bảo đảm công tác cấp cứu điều trị bệnh nhân COVID-19, huyện Tam Đảo đã thành lập cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 tại xã Đạo Trù với quy mô 50 giường bệnh, được thiết kế theo hệ thống một chiều, 14 phòng bệnh nhân, mỗi phòng 4 giường. Cùng với đó, Trung tâm Y tế huyện cũng đã chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó với các cấp độ khác nhau của dịch bệnh. Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt cũng như là cái hướng dẫn về danh mục trang thiết bị của Bộ Y tế để phục vụ cho những bệnh nhân COVID không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ điều trị tại địa bàn huyện, thì Trung tâm Y tế cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tại cái cơ sở điều trị COVID của huyện. Huyện Tam Đảo đã giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì phối hợp với công an, y tế, các đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho công dân khi thực hiện cách ly y tế tại khu cách ly. Công dân được phân bổ theo từng khu vực đảm bảo yếu tố dịch tễ, tránh lây nhiễm chéo ngay tại khu cách ly tập trung. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã có một khu thì đã tại trung tâm bồi dưỡng chính trị thì đã kích hoạt. Tiếp theo là các cái khu vực khác như trường dân tộc nội trú, rồi là nhà thể chất và các cái địa điểm khác thì chúng tôi đã tiến hành khảo sát. Hiện nay là sẵn sàng kích hoạt là thêm 2 khu nữa là tại trường dân tộc nội trú và trường cái nhà thể chất của trường trung học phổ thông Tam Đảo. Đến thời điểm này nếu mà tình hình dịch diễn biến phức tạp thì đối với huyện Tam Đảo cũng bảo đảm được cái quy mô là đủ điều kiện là bố trí được 1.000 giường theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Không chủ quan, lơ là, huyện Tam Đảo luôn đặt tinh thần chống dịch ở mức độ cao nhất, tất cả vì sức khỏe nhân dân và vì cộng đồng không có dịch COVID-19. Huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức cho đảng ủy các xã thị trấn ký cam kết phòng chống dịch COVID-19. Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy các xã thị trấn đã ký cam kết với Ban Thường vụ huyện ủy về việc lãnh đạo chỉ đạo nghiêm các biện pháp phòng chống dịch với các nội dung, triển khai đầy đủ, kịp thời, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của tỉnh ủy, huyện ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện về công tác phòng chống dịch COVID-19. Huy động cả hệ thống chính trị tập trung cao nhất, quyết liệt cho công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không lơ là chủ quan, mất cảnh giác, làm lây lan dịch bệnh, không để bị động bất ngờ trong triển khai phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã, thị trấn đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, chịu trách nhiệm toàn diện trước Ban Thường vụ huyện ủy nếu để xảy ra dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn do lỗi chủ quan. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, Vĩnh Phúc không ghi nhận trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2. Tổng số trường hợp đang giám sát y tế 74.351 trường hợp. Số trường hợp F1 hiện đang cách ly 233 trường hợp. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu người dân Vĩnh Phúc thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế và thông điệp 5K và 5T của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. 5K gồm 1. Không đi ra ngoài tỉnh khi không thật sự cần thiết. 2. Không gặp gỡ tiếp xúc với người lạ, nhất là người tỉnh ngoài đến Vĩnh Phúc. 3. Không vi phạm các quy định phòng chống dịch. 4. Không lơ là, chủ quan coi thường dịch. 5. Không lợi dụng tình hình dịch để trục lợi. 5T gồm 1. Tuân thủ đúng các quy định về phòng chống dịch. 2. Tự giác khai báo khi có người thân, khách từ tỉnh có dịch đến nhà. 3. Tố giác tổ chức, cá nhân vi phạm qua đường dây nóng của công an tỉnh, công an các huyện, thành phố, công an xã, phường, thị trấn. 4. Tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương. 5. Tự bảo vệ mình và gia đình, bạn bè, người thân, cơ quan, hàng xóm an toàn, khỏe mạnh trước nguy cơ đại dịch. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu người dân Vĩnh Phúc thực hiện nghiêm túc, không được chủ quan, lơ là. Bất kỳ sự chủ quan lơ là nào cũng phải trả giá. Cập nhật số liệu xử phạt vi phạm hành chính trong ngày 11 tháng 8. Lực lượng công an đã kiểm tra 16 cơ quan doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có điều kiện, phát hiện một doanh nghiệp tại khu công nghiệp Bá Thiện, huyện Bình Xuyên, không yêu cầu lao động ngoài tỉnh, cụ thể là tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên ở lại tỉnh mà vẫn cho đi về hàng ngày,
lực lượng công an đã lập biên bản sự việc, biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 23 trường hợp với số tiền hơn 29 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, xử phạt 5 trường hợp số tiền 1 triệu 600 nghìn đồng về hành vi bỏ khẩu trang không đúng quy định, xử phạt 1 doanh nghiệp số tiền 15 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, xử phạt 1 trường hợp số tiền 5 triệu đồng về hành vi không chấp hành các quy định khi qua chốt kiểm dịch, giấy xét nghiệm COVID-19 quá hạn nhưng vẫn cố tình qua chốt kiểm dịch phường Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên. Duy trì lực lượng tại 9 chốt kiểm soát cấp tỉnh và 16 chốt kiểm soát cấp huyện, kiểm tra 8.480 lượt phương tiện, 13.346 lượt người, yêu cầu quay trở lại địa phương 758 phương tiện, không đáp ứng các yêu cầu phòng chống dịch. Củng cố hồ sơ xử lý, đưa đi cách ly tập trung 1 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, cố tình qua chốt kiểm dịch. Tiếp nối thành công phẫu thuật nối liền cánh tay cho người bệnh, mới đây các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện thành công phẫu thuật nối liền chân phải cho một nữ bệnh nhân bị đứt lìa chân do tai nạn lao động. Trong quá trình lao động, bệnh nhân Trần Thị Bình, sinh năm 1969, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, không may bị cưa máy cắt nhựa của công ty, cắt lìa 1/3 đùi phải, mất nhiều máu. Ngay lập tức, bệnh nhân đã được sơ cứu và đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Các bác sĩ chủ thương thì nói về cấp cứu cho em thành công cái chân. Bây giờ này về sức khỏe bên khoa phục, đã điều trị cho em nó khỏe mạnh lên. Nhận thấy đây là ca bệnh nguy cấp, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiến hành hội chẩn các liên chuyên khoa để tìm giải pháp tốt nhất cứu sống người bệnh. Sau hơn 3 tiếng phẫu thuật, phần chân bị đứt của người bệnh được nối thành công. Sau một tuần nằm điều trị ở khoa hồi sức tích cực, bệnh nhân Bình đã được chuyển về khoa ngoại chấn thương chỉnh hình để tiếp tục theo dõi, điều trị. Phần chân được nối của bệnh nhân đã có những tiến triển tích cực, có thể cử động được. Với những cái tổn thương cắt vào đùi, cắt càng gần gốc chi, mà nếu để càng muộn thì nếu có mổ, có được mổ nhưng mà mổ muộn thì cái cơ nó hoại tử thì thường như sau mổ có thể không giữ được và chúng tôi đã phải cắt cụt. Nhưng với bệnh nhân này được can thiệp xử lý rất sớm nên hiện tại thì về phần mềm, về phục hồi, về cơ, về ngọn chi rất là tốt nên là cái vấn đề đó hầu như là không được đặt ra nữa và tiến triển đến giờ phút này là rất tốt. Đây là một ca phẫu thuật khó đòi hỏi các bác sĩ vừa phải có chuyên môn cao, vừa phải khéo léo để nối ghép được các mạch máu, dây thần kinh, gân cơ, hồi phục tối ưu nhất phần chi bị đứt rời để giúp người bệnh có thể có cơ hội vận động bình thường sau phẫu thuật. Tuy nhiên, đối với những trường hợp gặp tai nạn như thế này thì khâu sơ cứu ban đầu là bước rất quan trọng, quyết định thành công của ca phẫu thuật. Với một cái cắt cụt chi ở bất cứ cái vùng nào thì cái việc đầu tiên mình phải garo cầm máu ở gốc chi để làm sao cho cái việc bệnh nhân bị tổn thương rồi nhưng không mất máu thêm nữa. Thì không mất máu thì khi bệnh thì mình việc mình vận chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế có khả năng phẫu thuật điều trị mới được đảm bảo an toàn và có thể làm các bước tiếp theo. Chỉ trong vòng một tháng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện thành công 2 ca phẫu thuật nối chi cho các bệnh nhân bị tai nạn lao động. Điều này khẳng định năng lực kỹ thuật của các bác sĩ của bệnh viện trong việc làm chủ các kỹ thuật cao, giúp người dân không phải chuyển tuyến trên, giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân. Thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã khẩn trương vào cuộc tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai nhanh chóng kịp thời các chính sách hỗ trợ của nhà nước đến các doanh nghiệp, người lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Là đơn vị hoạt động lĩnh vực kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hơn một năm nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Minh, thành phố Vĩnh Yên chịu nhiều ảnh hưởng do dịch COVID-19. Mọi hoạt động phải ngừng trệ, thường xuyên phải đóng cửa do dịch bệnh. Tuy nhiên, vừa qua công ty đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp về 0%, đồng thời phối hợp xác nhận hồ sơ cho các lao động của công ty được hưởng trợ cấp theo quy định. Đơn vị mình là một trong những cái đơn vị dịch vụ phải ngừng hoạt động theo cái quy định của Ủy ban tỉnh ấy. Thì là ngay lập tức thì Bảo hiểm xã hội cũng đã gửi cho đơn vị cái công văn hướng dẫn làm những cái thủ tục liên quan đến người lao động mà có đóng bảo hiểm xã hội. Thế đồng thời thì cũng có gửi cái số tiền giảm trừ đóng vào cái quỹ bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn, bệnh hiểm nghèo. Thì số tiền tuy là cũng không lớn nhưng mà cũng giúp cho doanh nghiệp là giảm bớt những cái khó khăn trong cái thời gian đóng cửa.
Để doanh nghiệp sớm được tiếp cận với các chính sách hỗ trợ, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ, đồng thời phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, lập hồ sơ trên tinh thần đơn giản hóa tối đa các thủ tục với phương châm nhanh gọn, dễ dàng nhất cho doanh nghiệp và người lao động. Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều các câu hỏi của đơn vị sử dụng lao động cũng như là người lao động về những nội dung này. Một mặt thì chúng tôi là trước khi mà để lãnh đạo ngành chỉ đạo cái đấy thì chúng tôi đã trực tiếp là cán bộ chúng tôi trực tiếp là gọi điện đến đơn vị sử dụng lao động để hướng dẫn từng nội dung cho người lao động làm việc trực tiếp với nhau để trong quá trình thực hiện là cái dịch vụ là nhanh nhất có thể cho và đúng quy định theo quy định của Chính phủ đưa ra. Căn cứ dữ liệu đang quản lý, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã hoàn tất việc rà soát, xác định các đơn vị được giảm mức đóng bằng 0% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 và triển khai các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 cho các doanh nghiệp. Trên cơ sở dữ liệu đang quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thì chúng tôi đã thực hiện ngay là giảm cái tỷ lệ đóng vào quỹ hưu trí tử tuất cho tất cả các đơn vị sử dụng lao động. Hiện tại thì chúng tôi thì có 3.424 đơn vị đã được giảm cái tỷ lệ đóng này, và giảm cái tỷ lệ đóng này thì người lao động và doanh nghiệp thì vẫn được hưởng nguyên các chế độ về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Đến nay toàn tỉnh có trên 3.400 đơn vị doanh nghiệp với trên 173.000 người lao động được Bảo hiểm xã hội tỉnh giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền khoảng gần 61 tỷ đồng. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ, đề nghị xác nhận của doanh nghiệp và người lao động trong thời gian nhanh nhất để các cơ quan liên quan tiến hành hỗ trợ theo quy định. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.